Tiếp tục sẽ là những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. Trong những ngày vừa qua thì báo chí thế giới liên tục đưa tin về biến thể mới đó là Omicron và Liên minh châu Âu EU cũng đã ghi nhận ít nhất là 44 trường hợp được xác nhận nhiễm biến thể Omicron ở 11 quốc gia. Tuy nhiên đến nay thì tất cả người bệnh đều nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Trước đó thì chủ tịch hiệp hội y tế Nam Phi, một trong những người đầu tiên nghi ngờ về sự xuất hiện của một biến thể virus corona khác ở bệnh nhân cho biết các triệu chứng của biến thể Omicron cho đến nay đều rất nhẹ và có thể điều trị tại nhà. Hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu CDC cho biết, đến nay không có trường hợp nghiêm trọng hoặc tử vong nào được báo cáo trong số 44 trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại châu Âu. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu hôm 30 tháng 11, bà Amber Cook, Giám đốc điều hành cơ quan dược phẩm châu Âu EMA cho biết, EMA sẽ sử dụng thủ tục khẩn cấp để phê duyệt phiên bản vaccine mới trong từ 3 đến 4 tháng, nếu các vaccine hiện tại không đủ khả năng chống lại biến thể Omicron. Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục đưa ra thông điệp là các vaccine hiện tại cung cấp sự bảo vệ nhất định. Chúng ta cần đảm bảo những người đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường sẽ được tiêm liều nhắc lại. Đồng thời, chúng ta cũng cần chuẩn bị thay đổi các loại vaccine hiện tại trong trường hợp cần thiết. Các quốc gia châu Âu đã phải đối phó với tình trạng lây nhiễm gia tăng trong vài tuần vừa qua trước khi biến thể Omicron được công bố. Đức, Bỉ, Áo và Cộng hòa Séc đã tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan trong khi đó hy lạp đã trở thành quốc gia mới nhất tại châu âu công bố tiêm chủng bắt buộc